đấy, cái con Vario 125 17 đây là xe zin nha, bên đây là 150. Mình test trước khi làm nồi cho anh em coi, chạy 24.000 mấy. Tới 120 rồi. Rồi đi xào nữa. Rồi nó tới đây nó mở hết tour. Còn chưa được 120 nữa. Em làm xong quay cho anh em coi. Test cái 150 ở đây nó khác như thế nào rồi. Bấm máy nè. Nó năm mươi nó có hơn 120 được chút. Làm nồi xong con Vario 150 125 Vision luôn. Thì làm thử bài mình cho nó mở tua luôn. Nãy anh em thấy cái nồi zin nó lên tới đây rồi. Nó không lên nữa. Mình làm xong rồi nó sẽ mở tua lên. Mình làm chuông nè. Bố là xô. Đó là nha. Bẻ độ rồi các bạn mình với lại phay cái cảnh bì á để cho nó mở hết tua rồi cái nhẹ từ đời ba tới nước hậu luôn đó. Mở luôn nha, ba bộ. Bây giờ mình lắp vô mình test cho anh em xem mình nó khác như thế nào so với gì lúc nãy ha. Đây chiếc Vario 125 sau khi mình làm nồi xong. Rồi, để mình test lên cho anh em xem nó khác như thế nào nha. Khoảng 145 á. Nãy nó lên tới đây thôi. Làm xong nó vừa lên tới đây luôn. Đấy, giờ mình test chiếc 150 rồi. Này mình làm một cặp luôn. Chiếc 150 rồi coi lên được nhiêu. À, khác biệt giữa 125 và 150 không? Khoảng 10 km giờ nha anh em. Này lên 155, kia 145. Như này nồi nó hết xạo, mình chanh là nó chuẩn hết. Nếu mà gì nó lên tới đây, ở 120 mấy. Mình làm xong lên 150 mấy. Bây giờ mình đắp lóc nồi vô, mình test. Anh em coi khác như thế nào nha. Vi sinh thế nào, cái này Honda không.
chiếc này 125, chiếc này 150. Rồi, mời anh em xem clip nha. Cuối tuần vô